Chiều hoàng hôn nắng ngả về tay, khuất nẻo đường mây tiếng nhạn kêu bay, sương sắc mơ bên ngự năm ấy, năm sao chờ vắng người về đây. Phải chăng nàng có nhiều vướng khúc, nàng đang muốn hàn huyên tâm sự cùng ta? Vương Dương ơi, phận nữ nhi với tư đức tam tòng, thiếp ghi số trong và nhờ phước trời cao, thiếp vào cung nội hầu hạ quân cùng sẻ chia gánh nặng, vì nước vì dân vì hai chữ Xuân Hà. Càng thương quân dân trăm sự bốn bề, giặc bên ngoài lắm lẽ còi, chuyện triều chính vẫn còn bao nỗi ngổn ngang. Thân liệu yếu đào tư cay quản nội cung, một già với non sông nên gạt mọi tìm, thương dân mình còn lắm nỗi gian nan. Thiếp mong sao cho lời khuyên rằng lý và tình vẹn đôi. Quân Dương đã tin thiếp thần, thề thiếp luôn sắt son một lòng. Nàng luôn biết yêu thương người, từ cung nhân đến muôn dân ngoài kia. Trên ngôi cao cung vàng, nhờ ơn dân nên phải luôn vì dân. Quý phi ơi, những năm tháng bên nhau, ta cảm nhận từ sâu thẳm trong tim nàng một tấm lòng cao quý. Hoàng tử và công chúa trong cung được nàng yêu thương hết mực, dạy bảo điều hay bằng trọn tâm chân tình. Thế nên các con của ta đều kính yêu một người mẹ nhân từ.
Simi của nàng không phải lụa là sang cả, vậy thôi như vậy vẫn ngời nét đẹp ở lòng ta. Gấm dốc lụa là thêm cất kỹ vào kho, bởi còn muốn sợ lo toan nghĩ gì nên Simi lòng lầy. Những gì ta đang hưởng là mồ hôi và nước mắt mà người dân bao ngày dài nắng dầm mưa. Nàng thương dân, nàng thương non nữa, đêm cánh suy tư mơ ngày chúng dân bình an. Ngôi cao lòng sai rít để dân đau sầu, càng thêm thương khi cần kề quân dương chuẩn biên cương chưa bình an. Trong nỗi triều trăm sự đời chờ ta, có nàng kề bên lào thông kinh sử, luận bàn chuyện triều đình từ chuyện của cổ nhân. Siêu chỉ ban ra muôn dân đẹp già, cùng ước mong thịnh trị thái bình. Đọc sách thánh hiền đạo nghĩa tiếp làm theo, giữ lề lối kỷ cương trong triều nôi. Nàng đã giúp ta yên lòng vững dạ trên con đường giữ nước chân dân. Tình chồng nghĩa nước tình non, rồi chàng cũng ra đi bỏ tim. Hoàng thượng băng hà, phu thế đành chia biệt. Nước lệ vào lòng chôn niềm khô lụy, dừng đôi chân mà đứng dậy. Vai gánh tình riêng, vai gánh sơn hà. Nguyễn Phúc Thị Hồng nhắm lên ngôi, thiếp ngài đêm khuyên dài. Dạ, hoàng nhi xin vấn an mẫu hậu. Không dám. Nghe nói hoàng thượng vừa cắt chức ông Phạm Phú Thứ và đài ông đi làm lính ở Trạm Thừa Nông, có đúng không? Dạ, thưa mẫu hậu. Vì chính ông dần sớ đến hoàng nhi, những lời của ông làm đau lòng hoàng nhi, những lời thẳng thắn nặng nề lắm mẫu hậu ơi. Vậy là con chỉ thích lời ngọt ngon. Con nghĩ xem, những lời của ông Phạm, ông đã nói đúng hay đã nói hoang? Thần thương vua nên hết lòng hết dạ, chuyện nước non mong vua đừng sao lãng. Ông dân sớ lên ông sẽ được lợi gì? Mẫu hậu ơi, ngồi trên ngôi cao mà tội con còn nhỏ dài. Mẫu hậu giải khuyên muôn điều, con luôn nhớ dặn nước trong tay, con nào dám lơ là. Trời
mình khi cai trị nước non. Có những khi con để mẫu hậu buồn lo, để quan quân trăm bề vất vả. Muôn lời tâu từ quan quân con nắm rõ, lời ngọt tiếng ngon con mát dạ ân lòng. Còn những lời thẳng thắn, con phải tự soi mình có đúng như những lời trong sớ của ông Phạm hay không? Ông biết rằng khi dân sớ lên vua là có thể không còn đĩa gì, nhưng vì ông thương vua yêu nước, mong vua đừng xáo láng chuyện dương truyền. Chính là những trung thần mà con nên trọng dụng. Họ không vì danh lợi của bản thân mà nói tiếng ngọt ngon. Lời của mẫu hậu làm con thấy mình chưa trông rộng nhìn xa trước sự khẳng khái thẳng ngay của ông Phạm. Con hãy nghĩ suy tận tường căn kè, đừng để mất đi những bậc trung thần. Làm vua trăm nỗi lo toan, con nhớ bao lời mẫu thân khuyên nhủ. Giờ đây con thấy ăn năn chưa rõ sự tình mà về chiếu ngài. Nay mẫu thân khuyên con thấy mình bé mọn làm sao? Dạ, con đã hiểu. Dạ, con sẽ cho mời ông Phạm về triều. Quân vương đã ra người thiên cổ, còn tử đức cũng theo bước quân vương. Dòng đời như cuộn trôi, khóc cười buồn vui, thế sự luân hồi. Ai hay được sau rèm châu ấy, cũng oan hơn tranh đoạt chẳng ngơi. Ngày qua